nhiều mặt hàng giảm giá, trong đó có mặt hàng giảm tới 50% tại hệ thống bán lẻ Satra ở thành phố Hồ Chí Minh và Cần Thơ dịp lễ 30 tháng 4, 1 tháng 5. Đây là chương trình khuyến mại, quà tặng tưng bừng, mừng lễ lớn tại Satramax siêu thị Sài Gòn, Satramax siêu thị Phạm Hùng, Satramax siêu thị Củ Chi, cùng chuỗi cửa hàng thực phẩm tiện lợi Satra, Satra Foods. Trong cái đợt dịp chương trình khuyến mại 30 tháng 4, 1 tháng 5 này, thì hệ thống Satra của chúng tôi có rất là nhiều chương trình khuyến mại khác biệt. Đây là dịp lễ lớn, đó là hệ thống Satra chúng tôi đã có khoảng gần 2.000 mặt hàng được giảm giá, và có những cái khác biệt hơn nữa là chương trình lần này nó có mua 300.000 thì sẽ được tặng một cái voucher 30.000, và mua 500.000 thì sẽ được tặng một cái voucher 50.000, và hai cái voucher này sẽ được mua mặt hàng thời trang cho những cái lần mua kế tiếp. Đợt chương trình khuyến mãi lần này là rất là đa dạng so với các lần trước, là ở đây là tập trung tất cả đều các cái ngành hàng như hàng thực phẩm tươi sống, thực phẩm công nghệ, hóa mỹ phẩm, thời trang và gia dụng, tất cả các ngành hàng đều có mặt hàng giảm giá hết. Thì lần này là một cái chương trình lễ lớn, do đó Satra cũng tập trung nguồn kinh phí lớn trong cái kỳ này. Từ ngày 22 tháng 4 đến ngày 8 tháng 5, với hóa đơn mua hàng từ 99.000 đồng các sản phẩm nhãn hàng riêng của Satra, khách hàng sẽ được mua gạo Satra ST25 mùa lúa tôm chỉ có 166.000 đồng một túi 5kg. Cũng với hóa đơn mua hàng từ 99.000 đồng bất kỳ, khách hàng sẽ được mua một sản phẩm với giá đặc biệt như dung dịch diệt khuẩn Lifebuoy bảo vệ vượt trội 10, giá 46.500 đồng một chai 330ml. Nước giặt xốp Hương Nước Hoa giá 66.500 đồng một can 3,1kg. Nước giải khát 7up Revive giá 34.000 đồng một lốc 6 chai PET 500ml. Hạt nêm cờ no, thịt thăng xương ống và tủy giá 66.500 đồng một gói 1,2kg. Riêng đối với những khách hàng có hóa đơn từ 249.000 đồng mua các sản phẩm giặt tẩy của Unilever, Omo, Surf, Comfort, trong đó có nước giặt Omo Matic cửa trước hoặc nước giặt Baby, khách hàng còn được rút thăm may mắn, có cơ hội trúng thưởng một trong các sản phẩm như máy hút bụi cầm tay, máy xay sinh tố cầm tay, bộ hai thố sứ. Chương trình áp dụng từ ngày 28 tháng 4 đến hết ngày 2 tháng 5 năm 2022. Tôi thường xuyên đi vô cái cửa hàng Satra để mua sắm. Thì cửa hàng này hài lòng cái là mặc dù là nó nhỏ nhưng mà đầy đủ các mặt hàng hết. Mình cần mua cái gì là có cái đó. Còn về giá cả thì nó cũng tương đối. Hàng rau củ quả tươi sống, cá thịt tươi, đó có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng, cho nên khi mà mua mình ăn mua sắm hàng ngày mình cũng rất là yên tâm. Còn cái cách phục vụ của mấy em ở đây thì rất là nhiệt tình,